Thực đơn cuối tuần hôm nay mình sẽ có món vịt nấu sa tế nha các bạn. Món làm rất đơn giản, nấu với nước dừa tươi. Ăn kèm thì có rau, sống, salad, rau thơm, bánh mì, bún và cà rốt, củ hành. Mình sẽ nấu món vịt sa tế cho cuối tuần. Ăn rất là ngon. Ở đây thì mình có gần 2kg vịt và một miếng huyết. Vịt này là vịt ta nha các bạn, không phải vịt xiêm nên hơi mỡ một xíu. Nếu các bạn làm vịt xiêm thì ngon hơn, không có mỡ nhiều. Còn không có vịt xiêm thì tạm thời mình sẽ làm bằng vịt ta trắng nha. Nguyên liệu kèm thì mình sẽ có hũ sa tế tôm, sả. Mình sẽ có một ít sả như thế này và tương ớt, đậu phộng một ít mình sẽ rang lên. Còn đây là nấm mèo trắng, mình sẽ bỏ thêm để giòn ngon nha các bạn, không nhất thiết, nhưng mà tại mình thích ăn nấm mèo cho giòn nên mình sẽ có một ít. Rau thì mình có rau xà lách và tía tô húng cay, có 2 củ cà rốt để nấu kèm, 1 củ hành và 1 ít giá sống để mình ăn với bún, 2 trái dưa leo. Mình sẽ đi sơ chế lột củ hành, gọt dưa leo và nhặt rau, rửa nước muối cho thật sạch. Để mình dùng rau sống thì mình phải rửa sạch nhé. Ở đây thì mình có bún và bánh mì để ăn với vịt sa tế. Sả thì mình sẽ băm nhỏ một ít với ớt và một ít mình sẽ cắt khúc đập dập. Tỏi, củ hành tím mình băm nhỏ. Vịt mình đã sơ chế, rửa sạch xong thì mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn. Đùi thì mình để nguyên đùi như thế này. Đây, một miếng huyết mình sẽ để riêng và mình sẽ đi ướp chỗ thịt vịt này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít sả băm vào. Kế đến là một ít củ hành tím băm và tỏi băm. Mình cho vào để ướp cho thơm trước. Sau đó thì mình sẽ cho vào một muỗng canh đầy sa tế tôm. Mình cho một muỗng canh đầy xong thì mình sẽ múc thêm 1/3 muỗng nữa. Đầu tiên thì mình cho hơn một muỗng như thế này thôi nhé. Kế đến là một muỗng canh màu dầu điều. Tương ớt chili mết mình sẽ cho vào một muỗng canh đầy. Và đây là ngũ vị hương. Mình lấy một muỗng cà phê nhỏ xíu, mình sẽ cho 1/3 muỗng ngũ vị hương nhé. Các bạn không cho ngũ vị hương nhiều, chỉ cho ít lướt qua thôi, có mùi hả? Một ít là được. Còn đây là cà ghi trà, hiệu ông già, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê thôi, 1 muỗng cà phê lướt qua. Sau đó sẽ cho vào 2 muỗng canh đầy nước mắm. Các bạn không cho muối nha. Muối mình sẽ cho sau cùng. Các bạn đừng cho muối trước, thịt sẽ lâu mềm.
3 muỗng nhỏ hạt nêm. Ba muỗng cà phê đường. Hai muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Sau đó sẽ trộn đều lên cho thấm gia vị. Rồi mình để thịt khoảng 1 tiếng đồng hồ nhé. Đậu phộng thì mình cho vào nồi chiên, rang lên để đỡ mất thời gian. Củ cải cà rốt tỉa hoa và nấm mèo thì ngâm rửa cho thật sạch, cắt chân đi, củ hành sắc miếng. Nấm mèo thì mình cắt chân đi và cắt từng miếng vừa ăn như thế này. Sau đó mình sẽ bắt lên một cái chảo. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi băm và củ hành băm vào để phi cho vàng. Khi tỏi và hành hơi vàng thì mình sẽ cho gốc sả vào và mình cho hết sả băm vào luôn và phi cho vàng thơm nhé. Khi tỏi và sả vàng thì mình sẽ cho vào 1 muỗng cà phê nhỏ xíu cà ri. Kế đến thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh đầy sa tế tôm vào nữa. Muỗng mình múc hơi lưng nên mình múc thêm. Dùng lại thì khoảng 1 muỗng canh đầy nhé các bạn. Mình sẽ xào sa tế lên, cho thơm sa tế, rồi lúc đó mình mới cho thịt vào. Thịt mình đã ướp để 1 giờ đồng hồ, thấm gia vị, rồi mình sẽ cho vào để xào nhé. Mình sẽ chừa lại một ít nước ướp như thế này. Để mình cắt huyết rồi mình cho vào, ướp cho thấm huyết nhé. Mình sẽ xào thịt lên cho thịt được săn lại và thịt ngấm gia vị. Mình sẽ chuẩn bị 2 trái dừa như thế này, cho vào nồi nhé. Sau khi mình thịt săn lại thì mình bắt xuống, mình cho dừa vào nồi. Rồi mình sẽ bắt lên bếp 2 trái dừa cho ngon nhé. Rồi mình sẽ đổ thịt vào nước dừa để nấu.
Sau một lúc thì thịt sôi lên, mình sẽ hất một ít bọt đi nhé. Bọt váng lên mặt, mình sẽ hất cho hết bọt. Hất bọt xong thì mình sẽ cho huyết vào. Huyết mình đã ướp chảo gia vị lúc nãy cũng thấm, mình sẽ cho vào để nấu luôn. Mình sẽ tiếp tục hất cho sạch bọt nhé. Sau đó thì mình sẽ để cho thịt sôi thật là mạnh. Khi thịt sôi dữ rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Rồi mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ đậy hầm khoảng từ 15 đến 20 phút nhé các bạn. Thời gian đó thì mình lấy chảo lúc nãy xào dịch. Mình sẽ cho vào khoảng nửa muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho cà rốt vào để mình xào. Nêm thêm một ít gia vị cho cà rốt được thấm gia vị ngon nhé. Mình sẽ cho vào nửa muỗng nhỏ hạt nêm và nửa muỗng cà phê đường nhé các bạn. Sau đó thì mình sẽ xào lên cho cà rốt thấm gia vị, rồi mình sẽ cho ra ngoài. Mình cho cà rốt ra ngoài đĩa, rồi mình sẽ tiếp tục cho nấm mèo vào chảo, không cho dầu nữa. Mình cho nấm mèo vào và mình cũng xào lên. Rồi cũng sẽ cho nửa muỗng nhỏ hạt nêm và nửa muỗng cà phê đường. Xào cho thấm nấm mèo nữa nhé. Khi xào thấm gia vị thì mình sẽ cho ra ngoài đĩa. Hai đĩa cà rốt và nấm mèo mình đã xào thấm gia vị, mình sẽ để đây. Rau thơm, giá và dưa leo mình đã rửa sạch, để một lúc nữa mình sẽ ăn với bún nhé. Trở lại nồi thịt, mình đã để được 20 phút và thịt cũng sôi im im khi mình tắt lửa. Bếp nóng, mình để như vậy thì mau mềm lắm các bạn. Mình sẽ bật lửa trở lại. Và trong thời gian đợi sôi thì mình sẽ hớt bớt mỡ đi nhé. Vịt ta siêu thịt này thì mỡ nhiều lắm các bạn, chứ không như vịt sim. Mình sẽ hớt mỡ váng lên phía trên cho thật là hết mỡ nhé. Mình hớt bỏ ra chén.
Mình hớt tới một chén mỡ luôn nè các bạn. Các bạn phải hớt đi, để mỡ béo quá không ngon. Nhà mình không ai thích ăn mỡ nhiều, nên mình sẽ hớt bớt đi như vậy. Cũng còn một ít mỡ lại trong nồi, mình chừa một ít thôi nhé các bạn. Mình hớt bớt mỡ đi, để mỡ nhiều quá ăn cũng không tốt cho sức khỏe. Mình sẽ nấu sôi trở lại nhé các bạn. Giờ thì thịt cũng bắt đầu mềm rồi đó. Mình sẽ vớt thịt ra thử. Dịch vừa mềm rồi đó các bạn. Mình sẽ nêm lại xem độ mặn lạt thế nào. Rất vừa đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị cho muối nè. Hồi nãy mình chỉ cho 2 muỗng canh nước mắm thôi. Mình sẽ cho vào 2 muỗng nhỏ muối hạt. Và một muỗng nhỏ xíu bột ngọt nữa. Như vậy là đủ rồi đó các bạn. Gia vị nêm vừa đủ như thế này rất là ngon. Và thịt bắt đầu mềm thì mình sẽ cho cà rốt vào. Mình sẽ nấu cho sôi trở lại và bắt đầu gấp những gốc sả lúc nãy ra nhé. Mình đã gấp hết sả ra rồi nè các bạn. Sả này chủ yếu để nấu cho thơm. Các bạn đừng để ăn sẽ bị sảm không ngon. Sau đó thì mình sẽ cho nấm mèo vào. Đúng ra thì nấu với cà rốt hoặc là khoai tây cũng được. Còn nấm mèo này tại vì mình thích ăn cho giòn ngon nên tự mình bỏ vô cho ăn giòn giòn, có độ giòn giòn các bạn thử nhé. Bỏ nấm mèo vào giòn ngon lắm. Sẽ để cho sôi bừng lên và mình tắt lửa nhé. Độ nóng của lò sôi êm êm như thế này là được. Mình sẽ chuẩn bị cho củ hành vào. Cho hết củ hành vào luôn nhé các bạn. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Nếu các bạn muốn ăn có độ sánh thì các bạn sẽ cho một ít bột vào nhé. Bột gạo hoặc bột năng cũng được. Nhưng tại mình không thích ăn độ sánh kẹo, tại vì mình thích nước này chan với bún nên mình không cho bột. Mình ăn nước trong như thế này. Nếu các bạn thích sánh kẹo thì các bạn cho một ít bột là được. Nồi thịt rất là ngon, thơm lắm các bạn. Và rất là vừa vị. Cà rốt vừa mềm và thịt cũng vừa mềm, ngon lắm. Còn nấm mèo thì có độ giòn sần sật, ăn rất là ngon. Bữa ăn cuối tuần hôm nay các bạn sẽ làm thử nhé. Đổi bữa cho gia đình ăn ngon lắm. Hey, nồi vịt nấu sa tế, màu sắc rất là ngon. Đây là đậu phộng. Mình cũng đã chia sẻ cách nướng nồi chiên rất nhiều lần đến với các bạn. Mình cho thịt ra tô,
và rắc một ít đậu phộng lên, rồi mình sẽ đem đi dùng thôi, ăn với bánh mì, với bún, với rau sống, dưa leo. Mình mời các bạn nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình.